Hello everyone, welcome back to chapter 11 and unit number 3. Chào các em quay trở lại bài số 3 của chương số 11. Now, unit number 3, using had, better, how to, do not how to, and must. Bài của chúng ta lại là đề cập lại cách sử dụng chữ how to, do not has to. Ngoài ra, chúng ta còn có đề cập thêm đó là chữ had, better, and would rather. Ok, go on. Now, this is the contents of unit number 3. Đây là nội dung của bài học số 3. Number 1, expressing advice, dùng để diễn tả lời khuyên với cấu trúc had, better. Bài trước chúng ta đã dùng chữ should và chữ ought to để diễn tả lời khuyên. Nhưng trong bài này chúng ta dùng had, better, it means tốt hơn là nên làm cái này. Okay, the next, number 2, expressing necessity, how to, have got to, and much. Sử dụng ba cấu trúc đó là how to nè, rồi have got to nè, must, để diễn tả sự cần thiết. The next, number 3, expressing lack of necessity, dùng để diễn tả sự thiếu cần thiết với cấu trúc do not how to. The next, number 4, making logical conclusion with must. Kỳ trước chúng ta học must là diễn tả prohibition, sự cấm đoán. Nhưng ở trong bài số 3 này, chữ must dùng để diễn tả logical conclusion, đó là sự kết luận hợp tình hợp lý, hay là sự kết luận logic. Then ask the last one, practice and exercise it. Now, go on. Everybody, look at the photo. So what do you see in the photo, everyone? You see some boys and some girls are very tired. Các em nhìn thấy những chàng trai và cậu bé rất là mệt mỏi đúng không? Hay là cô gái. Now, they had better go home and get some rest. Bọn họ tốt hơn là nên về nhà và nghỉ ngơi. Như vậy trong câu trước, bài trước cô đã nói đến cái hình này một lần rồi. Nhưng mà trong bài đó cô lại sử dụng là they should go home and or get some rest. Còn trong bài này cô lại dùng chữ had better. Should có nghĩa là nên, ought to cũng có nghĩa là nên, trong khi chữ have better, tốt hơn là nên làm cái này. Ok, tốt hơn là bọn họ nên về nhà và nghỉ ngơi. Ok, so number one, expressing advice with have better, diễn tả lời khuyên với cấu trúc have better.